Kim thay con dâu. Sau khi phát hiện ra Nghĩa bỏ thuốc tránh thai cho Năng Hà uống mỗi ngày, bà xin bí mật cho người theo dõi Nghĩa. Phát hiện Nghĩa ngoại tình với An Nhiên, bà xin đã đi tìm An Nhiên để giành mặt, yêu cầu An Nhiên tránh xa Nghĩa là những nội dung chính của video ngày hôm nay. Càng nghĩ, bà xin càng tức đến mức không ngủ được. Kể từ lúc gặp Nghĩa và An Nhiên ở trong siêu thị, bà xin đã bắt đầu nghi ngờ. Bà trằn trọc ra ngoài đi dạo cho thoải mái, thì nhìn thấy Nghĩa đang ở dưới bếp loay hoay pha sữa hạt cho Năng Hà. Nghĩa đang với tay tìm kiếm gì đó, thì bà xin liền đưa cái lọ nhỏ nhỏ đựng thứ bột trắng trắng ra trước mặt Nghĩa, nói: "Con đang tìm cái này đúng không?" Nghĩa giật mình khi nhìn thấy bà xin, xong vẫn giả vờ nói: "Mẹ, sao mẹ vẫn chưa ngủ ạ? Đúng là con đang tìm cái này, sao mẹ biết hay vậy ạ?" Bà xin giả vờ nói: "Sáng mẹ lau dọn tủ, mẹ nhìn thấy nó rơi xuống đất, mẹ nhặt mà quên mất không để lại chỗ cũ. Mà cái này là cái gì mà ngày nào con cũng cho Năng Hà uống vậy?" Nghĩa gượng cười nói: "À, không có gì đâu ạ, chỉ là thuốc bổ con bỏ vào cho vợ con ngủ ngon hơn thôi ạ." "Thôi muộn rồi, mẹ mau đi ngủ đi." Bà xin thừa biết Nghĩa đang nói dối, bà liếc mắt nhìn Nghĩa rồi nói: "Được rồi, con mau đưa sữa cho vợ con uống đi, rồi sáng mai đi làm muộn một chút, mẹ có chuyện muốn nói với con." Nghĩa không hề nghi ngờ, mỉm cười đáp: "Dạ vâng ạ, sáng mai gặp lại mẹ nhé, con lên nhà đây ạ." Sáng sớm hôm sau, bà xin đã chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Năng Hà sau khi ăn xong thì đi làm trước. Lúc này Nghĩa mới nói: "Mẹ, hôm qua mẹ nói có chuyện muốn nói với con, là chuyện gì vậy ạ?" Nghĩa vừa dứt lời, một cái tát vang lên: "Mẹ, sao mẹ lại đánh con?" Bà xin tức giận chỉ tay vào mặt Nghĩa mà mắng: "Rốt cuộc là anh đang làm cái gì vậy hả? Tại sao anh lại làm như thế với vợ anh? Tại sao lại đối xử với tôi như thế? Có phải là tại có con bé tôi gặp hôm trước không?" Nghĩa sững người nói: "Mẹ nói gì, con không hiểu, con bé nào ạ? Mẹ hiểu làm gì con rồi lại trách nhầm con đúng không?" Bà xin bật khóc nói: "Anh còn chối nữa hả? Vậy anh trả lời cho tôi biết, tại sao anh lại cho Năng Hà uống thuốc tránh thai mỗi ngày? Anh thừa biết tôi mong có cháu như thế nào, tại sao anh lại làm như thế? Hay con bé kia nó cho anh ăn mùa mê thuốc lú gì rồi?" Nghĩa tá hỏa khi biết bà xin đã biết sự thật. Anh cầm tay bà xin giải thích: "Mẹ, mẹ nghe con nói đã, là con có khổ tâm của mình ạ." Bà xin tức giận nói: "Khổ tâm gì? Anh chắc anh nằm với cô ta rồi nên chán vợ anh đúng không? Tôi nói cho anh biết, Năng Hà là đứa con dâu tôi tận tay đi hỏi cưới cho anh.